Mê ớt cay, thử ngay tương ớt Chinsu cay gấp đôi mới. Tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Xin hỏi ai chơi trước ạ? Em nhường chị trước ạ. Phi công ơi, hãy đến với anh, hãy lái anh đi cô phi công. Hay bay quá, hay bay quá. Anh Dương Lâm này. Rồi bây giờ bạn nam muốn nhường bạn nữ chơi trước phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Rồi Tuyết Trâm thân mến, bạn sẽ chọn ai? Dạ trong khu chung cư của mình có một anh là Rose của em từ hồi xưa ạ. Thôi, không nói, giấu đi. ST Sơn Thạch. Hôm nay mục đích của em tới là để gặp anh Rose của em ạ. Là... dạ. Là anh Vinh Rau ạ. Như, hay quá như, em ơi. Như vậy là lái phi công gặp lái em. Ủa em hồi đó trong trường hợp nào mà em rớt anh được vậy? Rớt. Dạ em rớt anh từ lúc mà anh cover bài hát của Chibu vào team e vào team của em xem có gì nào mạng ra theo. Dạ sau màn lắc vòng ba của anh là em rớt anh từ đó tới giờ. Anh bất ngờ thiệt á, em cái cảnh đó là anh muốn gây cho mọi người cái sự ám ảnh và sự ghê tởm mà không ngờ em vô tình em rớt anh luôn á. Kinh hoàng quá thiệt á. Thưa quý vị, trong chương trình này có nhiều điều vô cùng hoang đường vẫn xảy ra. Và bây giờ vòng thứ hai xin được phép bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, vị trí Vinh Râu. Sự lựa chọn của Tuyết Trâm, cặp vợ chồng Chris và Lisa Pigman giữ kỷ lục thế giới nhờ thực hiện điều gì trong vòng 1 phút với con số đáng nể lần lượt là 315 và 230. Thường thì cặp vợ chồng người ta sẽ làm cái gì? Hôn nhau. Hôn bình thường. Hôn nhau thì làm sao có hai con số? Ừ. Hai vợ chồng nhảy với nhau trong 1 phút, người chồng giẫm chân người vợ 310 lần. Theo mình nghĩ thường thường hai chồng tại vì phải làm cái gì xấu người ta mới để ý. Giống như cái màn lắc hồi nãy đúng không? Đúng rồi. Khi mà gây lộn thì người ta sẽ đập đồ. Những cái gì mà nó dễ đập nhất là chỉ có gạch đá thôi thì đập gạch đá bằng tay. Là lập kỷ lục Vinet. Đừng lôi chuyện gia đình của mình ra mà nói nữa. Không em không có lộn, nhà em ít gây lộn lắm. Em với vợ em yêu thương nhau say đắm lắm. Tại vợ em cũng mê đam mê. Quay về câu hỏi đi ạ. Quay về giờ mà. Tỉnh táo. Chị Như này. Theo mình nghĩ là đập gạch đá bằng tay là lập kỷ lục Vinet. Một phút mà 200 mét cây, 300 mét cây mệt á. Thì theo mình nghĩ là vậy thì em có tin hay không thì do cái đó, do tình cảm của em. Do cái suy nghĩ của em. Mình bỏ vô một cái rổ xong rồi đập hết nguyên một lần 100 cái được. Đập bằng tay. Ai mà làm vậy? Ta phải tính kỷ lục Guinness là phải tính pạp 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 pạp. Không nhưng mà cái này là mình cũng nói chơi chứ thực ra là cũng có đọc báo sơ qua về cái tin đó, không biết phải là chính xác là cặp vợ chồng này hay không. Và đập cái gì ạ? Đập gạch. Tuyết Trâm thân mến, tin hay không ạ? Dạ hồi xưa anh Vinh là crush của em nhưng mà từ khi ảnh lập gia đình rồi ảnh không còn là crush nên em không tin ảnh nữa. Ây cha, đáp án của em là không tin ạ. Tuyết Trâm không tin. Đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Yeah. Đúng rồi. Sao mà đúng được? Đúng rồi. Nói quang đường. Quang đường. Dùng tay đập vỡ nhiều bản gỗ. Wow. Bản gỗ. Cái miếng gỗ quá, cũng dữ quá. Các bạn tính đi, 1 phút mà 315, 1 giây là mấy cái? Giây liên tục 5 cái, 5 cái. 5 cái. Hơn 5 cái. Thật sự câu này là anh biết câu trả lời nhưng mà anh nói không biết nói sao để em tin nên anh cố tình nói sai để em không tin để em có điểm. Ê đừng có nói nữa được không? Thank you. Cặp vợ chồng này đã từng phá hai kỷ lục Guinness, người phụ nữ đập vỡ 1.000 viên ngói trong thời gian nhanh nhất thế giới và người đàn ông đập vỡ 1.000 viên ngói trong thời gian nhanh nhất thế giới. Hai kỷ lục này vẫn đứng vững cho đến nay chưa ai phá đổ được. Trời ơi. Một dấu ích đầu tiên cho Tuyết Trâm. Yeah.
Bây giờ là Dương Phong Hào mời lựa chọn. Em sẽ chọn người quen của em. Buka, Buka. Tại gặp hoài, gặp chị hoài. Buka. Em tin tưởng chị đó. Chị vì người quen mà lại chọn hướng đi sai lầm, mà lại chọn hướng đi sai lầm. Có hỏi dễ không ạ? Trong bài hát Tình Bạn Diệu Kỳ. Trời ơi. Bé này vô câu hỏi MV cũng vậy. Giúp đỡ. Phụ à, phụ nó. Trong bài hát Tình Bạn Diệu Kỳ, sau những ngày tháng trầy da tróc vẫy cùng nhau, họ đã cùng làm gì? Mọi người có cái bài này em biết không? Em cũng có biết bài đó. Em cũng có biết bài này rất nổi tiếng trong thời gian gần đây. Và TikTok cũng rất là nổi tiếng. Có một cái vũ điệu. Đưa tay lên nào. Máy bay meo bài nha. Ngoài kia bao la sóng gió cái gì đó. Rồi người ta sẽ gặp khốn khó cái gì đó. Rồi đưa tay lên nào. Máy bay meo bài nha. Qua bao năm tháng chị da chốc dậy, tao khoác lên mình chiếc áo 47. Có tìm hiểu. Có tìm hiểu à. Nè, đó với những bài hát hot và hit không bao giờ thoát khỏi cái miệng Buka. Wow. Đáp án là hỏi gì vậy? Hỏi gì vậy? Cái gì qua đây? Em lo, lo hát, xin lỗi. Sau hôn nhân của tôi và vợ tôi chưa trục trặc stress bao giờ, nhưng khi tôi làm việc với các em tôi tôi quá mệt rồi. Anh đừng có chối bỏ tụi em. Trong bài hát Tình Bạn Diệu Kỳ, sau những ngày tháng trầy da tróc vẫy cùng nhau, họ đã cùng làm gì? Khoác lên mình chiếc áo bóng bảy sao những năm tháng trầy da tróc vẫy. Tính đi các bạn. 5. Người quen mà 4, em không tin thì thôi. 3, rồi. 3. Người quen. 2. Người quen. 1. Không tin. Không trời tin. Ơi, người quen rồi. 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 Trời ơi, đi về, đi về. Thôi để đưa em giải tán, đi giải tán. Như vậy em lựa chọn là không tin. Dạ đúng rồi ạ. Chính xác. Ủa. Oh, wow. Lời chính xác là cùng mặc lên mình chiếc áo bóng bảy. À. Bu. Tại sao? Đúng rồi, bu em khoác thôi à, khoác thì nó hững hờ quá. Khoác là nó chưa đóng cúc áo. Tại sao mà đọc mặt chứ, người ta khoác mới vần chứ. Thôi được rồi, để chị làm việc lại với Rista. Không, đừng có làm việc, người ta không có tính làm việc với em đâu. Một dấu o dành cho Dương Phong Hào. Bây giờ là Tuyết Trâm. Dạ anh Dương Long. Câu hỏi dành cho Lê Diệu Bảo Lâm. Ngày 24 tháng 2 trên một chuyến bay quốc tế đến thủ đô của Qatar. Thôi chết tiếng Anh rồi. Phi công đã bị con gì tấn công trong buồng lái buộc phải quay trở lại. Trời hỏi về phi công rồi. Hỏi về gì vậy? Trời. Con nhỏ tiếp viên hàng không nó quấy rối. Con nhỏ tiếp viên hàng không nó quấy rối. Đang bay mà nó đang nè, anh đang bay nè, không đang lái nè. Alo, em không đang bay cứ. Không đang bay đừng. Anh. Thục vô. Bé ơi, bé dài cưng. Không, con nhỏ nó xỉu. Nó xỉu rồi. Cái ảnh quả hồn, ảnh nó chết rồi. Chết rồi, hạ cánh gấp, hạ cánh gấp. Hạ cánh ở đâu, hạ cánh nơi anh. Vậy hả? Em cho anh hỏi là trong buồng lái của phi công là ai có thể vô đó được? Dạ, tiếp viên trưởng và các bạn phục vụ ở trên khoang hạng thương gia. Bạn phục vụ là nam hay nữ ạ? Dạ, có nam, có nữ luôn. Thì bữa đó là... Cơ phó. Cơ phó. Cơ phó. Nhưng mà theo anh được biết là trong buồng lái lúc nào cũng phải có hai người đúng không? Dạ đúng rồi. Khi một người lái, cơ trưởng hoặc cơ phụ đi ra thì một tiếp viên trưởng sẽ vô thế vị trí đứng đó và chờ. Và sẽ có người kia quay lại thì người này đi ra lại. Không để một người đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Tránh rủi ro xảy ra. Như vậy là con vật rồi. Con vật rồi ạ, không phải con người. Con gì? Con gì nguy hiểm? Con thường là sẽ có những cái con mà có thể lọt vô cái cửa máy bay là con ruồi, con ong, con muỗi. Đúng rồi. Em nghĩ chị là con ong. Chị ong, nâu, chị bay đi đâu, đi đâu. Chị bay vô buồng lái. Chị bay vô buồng lái, chị gặp bác phi công. Bác phi công, chị chích anh phi công. Đau quá. Anh phi công nghỉ lái luôn. Nghỉ lái luôn. Chị ong nâu và anh phi công. Đó là con ong. Có trường hợp nào bị con ong tấn công chưa? Dạ, theo hồi đó giờ em đi học thì có chim. Nhưng mà nó tấn công ở ngoài buồng lái. Tức là vào động cơ máy bay, khiến động cơ máy bay nổ. Có những con nó bò vào trong buồng lái. Mà như động vật bò sát ở phía dưới chỗ chân để chân. Thì người ta không phát hiện đó là sau khi người ta có cánh và người ta phát hiện ra. Kỳ nhông đồ đúng không? Dạ cũng có. Nhưng mà đối với máy bay nhỏ thôi. Còn máy bay lớn, những máy bay mà chở khách đó, thì
người ta kiểm soát rất là kỹ. Còn ông là lựa chọn của Lê Dương Vũ Lâm và em có tin hay không ạ? Em không tin. Không tin. Trời ơi. Chính xác. Hay. Đáp án là con mèo. Hả? Trời ơi. Con mèo chứ không phải là mèo ế, hiểu không? Con mèo hung hăng đã tấn công phi hành đoàn. Sau mọi nỗ lực khống chế đều thất bại, phi công đã quyết định quay đầu máy bay và trở lại thủ đô Khartoum. Một dấu ít tiếp tục dành cho Tuyết Trâm.